Vâng, Sum, Seng, Fu và Greg. Đó là quân của các thành viên bên phía team Liên Quân. Còn bên phía mình đó là Cho Son, Per, Egypt, AC. Cần Vâng, quay trở lại với trận đấu này rồi. Đây là máy của Mạnh Hào. Tân dừng bước đúng thời điểm khiến cho nông dân không bị hoảng. Nhưng bài AC khá xấu dành cho Mạnh Hào ở phía bên ngoài cánh. Cho Son của Chiboy phía bên trong. Bài đi dâng lờ để cho Mạnh Hào khỏe thôi. Đây là Egypt trong tay của game thủ U98. Và tiếp tục sẽ hỗn trận đấu U98 là người cầm chủ lực chính. Cuối cùng đó là Thành Lắc là người cầm bơ. Chúng ta hãy cùng đến với máy của Thành Lắc. Hiện tại thì ở văn phòng Paul đang có thêm cả một kèo 4-4 khác, đó là kèo giữa Thái Bình và Sài Gòn. Anh em đang cãi nhau rất điên cuồng mặc dù kèo đã kết thúc. Vâng, 24 nông dân dành cho Thành Lắc. Kích đời ở trong đầu 7 và lực là khỏe. Sum, Seng, Fo, AC, Egypt và Per. Cho Son và Glick khá cân nhau. Đây là một map cân. Đây là một thế quân cân và các thành viên bên phía team VTV phải vươn lên dẫn trước ở trong trận đấu này. Rất nhiều dần đã được cắt ra ăn gỗ dành cho Thành Lắc khi mà lượng thực dồn lên chắc chắn đủ. Ố. Vâng, một con sư tử ở trong bóng đen ra cắn chết dân của Thành Lắc. Nó gọi là mắc binh về sự nhỏ nhem. Đỉnh cao sự nhỏ nhem chính là đây. Vâng, và giò đang có. What the hell? Xem trong tay của Equal kích 8 trận này. Vâng, kích 8 có thể là đầu 9, bài 10 tròn kích mà vâng, chưa kích đời đã thấy ngựa giò đối phương đến nhà của mình. Rất phũ phàng dành cho game thủ Equal.
AK khi Ingua là người lên đời sớm hơn. Điều quan trọng đó là cần phải phải làm sao đó để cần được với Ingua ăn nhiều vàng, vâng, ăn nhiều uống hơn một chút để có thể đóng P không. Cũng ăn được hai dân đi dâng của game thủ, hai dân đi không biết phải là dâng không của game thủ Ingua, và để xem ai sẽ là người đầu cánh của thành viên bên phía nước bạn. Một Sumerian đầu cánh và Seng là người đi dâng L. Như vậy là sẽ có một tuần đổi, vâng, đổi dân thôi. Lạc đà, hai lạc đà chảy rồi nhá. U98 cẩn thận đấy. Ừ, có lạc đà rồi đấy, nó kích 8 đấy. Bỏ nhà luôn đi, chạy luôn vào trong rồi kìa. Vâng, bắt đầu gặp dân của Ingua. Dân vẫn là không có bánh xe để liên thủ Ingua ở trận đấu này và bắt đầu chạy sang nhà của U98. Vâng, chưa thấy lạc đà của game thủ Ingua ở đâu. Chúng ta hãy cùng đến với máy của game thủ LG Boy. Vâng, đây là máy của Chi Boy và đang chém vào nhà của ba game thủ ngay trở về, tức game thủ trên ép. Và đây là những con nông dân không hề có bánh xe dành cho game thủ trước. Một bài cầm Phonician và dường như đang đánh, vâng, dường như đang đánh thẳng cùng. Một bốn đẩy sang đỡ nhà cho, vâng, một bốn là người chém dâng L. Nhưng ở phía bên bạn có hai người đánh cung thì đã ở phía ngoài cánh, còn hai game thủ đánh chém ở phía bên trong. Và đây là một trận đấu mà Chi Boy đã ăn được khá nhiều dân của Trương Yết. Đây là pha vẩy E của game thủ Chi Boy. Ố, cung tên Mạnh Hào này, bắn luôn đi anh ơi. Bài gỗ đây này. Vâng, lọt. Ưng nhắm. Vẫn đang ưng nhắm. Vâng, mùa 3 có khi nào fit luôn không ta? Ôi, fit luôn này. Kìa, nó phải, nó đen đấy kìa. Rồi, Trường IS với cả chúng tôi. Vâng, mặc dù ở trong ngày chia tay thì anh em uống rượu với nhau cảm thấy là rất tình cảm, nhưng mà vào đấu trường và khi thi đấu thì không anh em gì hết. Trường fit trong trận này. Persian của Thành Lắc còn sống, còn tham gia online 10. Điều quan trọng đó là cần phải ôm bom ở nhà của người cầm xe, chăn dân của xe em trận này. Một trận đấu mà Ingua đang rất cứu, và tôi nghĩ rằng thời điểm này thì tham lai vẫn đang, vâng, bên mình vẫn đang bị đi. Khi mà phía bên kia Trương là người yếu, nhưng tôi nghĩ rằng tham lai của Trương cũng sẽ khỏe hơn so, vâng, sẽ nhiều hơn so với Per. Vẫn đang khê đấy, vâng, lạc đà của Ingua. Ui giời ơi, không đỡ được đâu, khó đỡ đây. Chúng ta hãy cùng xem tân đỡ quân này của game thủ U98. Ui giời ơi, một sang đỡ nữa thì thôi khó lắm rồi. Pha vẩy E tốt để có thể bắt một con lạc đà ở phía bên trong, nhưng vấn đề rằng số lượng chém và cung đờ lạc đà đối bạn đông như quân nguyên, không thể đỡ được nhà dành cho game thủ ít của vâng U98. Bắt buộc phải chạy dần thôi. Đây là Chi Boy tham lai là 31, một bài đi dâng L và Điền Hoàng và tham lai cũng là khá to. Còn đây là Mạnh Hào tham lai là 48, AC Dian 5A. Một tuần cùng đi quản bản đồ con, và còn lại thì tất tay đứng thủ nhà và đợi đối phương đến. Phải nâng giáp 4 nhá, phải có giáp 4 hay giáp 2, không đỡ đâu được bạn, đông lắm. Vâng, U98 đang đẩy sang phía bên này để có thể giữ một chút tham. U98 tham lai là bao nhiêu? Tham lai là 41, giữ tham khá tốt dành cho game thủ trẻ. Cố lên nào. Giờ thì chúng ta sẽ cùng xem máy của Mạnh Hào, bởi vì nếu như đội bạn đã mất dần thì chắc chắn rằng Hào sẽ bị một tên ốp. Chỉ là sớm muộn thôi. Oh.
ra 4 luôn nào. Chúng ta hãy cùng nín thở bóp cò đợi một tên ốp quân của phía đội bạn. Hào vẫn đang sẵn sàng chờ đợi. Ráo nước rồi. Vâng, tắm sạch, phơi khô và ráo nước. Úp lòng bàn chờ sẵn đối phương. Đang tụ toàn bộ quân đứng ở phía nhà của mình để chờ đợi một tên ốp quân của phía đội bạn. Seng là người đánh chém. Sumerian của Yugi không quá khỏe ở phía đầu cánh. Phonician của Trương Yết gần như đã fit. Vâng, đây rồi. Điều gì đến là đến, nhưng chưa có, vâng, chưa có giáp 4. Bắt luôn tân cung này. Vâng, chỉ là một tân quân nhỏ lẻ, pha vẩy E của Mạnh Hào. Vâng, một tân vẩy E chằng chịt của game thủ Mạnh Hào để bắt được một chút quân của bạn. Được tí nào thì hay tí đấy thôi. Xem là Tham Lai liên tục xem Yugi có sóc dân không. 50 dân và không đào vàng tới từ Yugi. Vâng, quay trở lại với trận đấu này thôi. Màn hình máy của game thủ Mạnh Hào vẫn đang đứng chờ đợi. Chín mươi tám trên 132. Vâng, như vậy là một tuần đi ốp quân của Mạnh Hào khi mà đối phương không. Vâng, như vậy là có cung R của game thủ U98 ở đây đỡ nhà rồi. Bây giờ Hào sẽ người đi ốp quân. Đội bạn giả vờ ốp. Vâng, dọa ốp thôi. Thực ra là để cho Yugi lên 4. Vâng, để cho Yugi lên 4. Và dường như Yugi đã đủ vàng cũng như là đủ dân rồi. Mạnh Hào sẽ ốp tân quân này vào nhà của Yugi ở góc 3 giờ với khoảng 2 kích cung. Tham Lai bên mình đang đè. Vâng, đang đè một chút xíu. 80 dân tới từ game thủ Yugi. Vâng, đây là cung AC. Vâng, cung AC đối đầu với cung R của Sumerian trong tay của game thủ Yugi. Yugi đang khá đông quân, Yugi cũng chắc chắn rằng cũng biết sẽ bị ô quân. Và Yugi cũng đang sóc cực kỳ trâu cung R ở trong trận đấu này chứ không phải là không. Sự khác biệt về cung R liệu rằng có giúp cho Mạnh Hào đỡ bằng ốp được nhà của Yugi trong tân này không. Và cùng lúc đó thì những tay chém, Thành Lắc đang ở đâu? Ở không, Thành Lắc cũng đang tìm đường vào nhưng không vào được. Đây là Chiboy. Chiboy cũng đang không, vâng, không vào được, nhưng vẫn đứng đảo đấy cũng được. Đây là Mạnh Hào. Vâng, màu 2 ít vua là người đảo cho game thủ, cho game thủ Yugi cơ. Tay chém, nhưng tay chém cần phải có những biện pháp lọt ở phía bên trong mà ăn dân hoặc là đứng ra đây đảo cho Mạnh Hào. Mạnh Hào đang vâng đẩy tất tay của quân của mình lên. Thế trận đang rất căng thẳng. Khi mà Yugi nếu như đỡ được nhà thì các thành viên bên phía đội bạn sẽ thắng, còn nếu như Yugi không đỡ được nhà thì phần thắng sẽ thuộc về các thành viên của bên phía Team Game TV. Mạnh Hào đang đẩy cung R ở phía bên trong. Vâng, một tân dân, một dân nhỏ ở phía bên ngoài. Vâng, tiếp tục đẩy quân lên. Và sự khác biệt về cung R của Asidian và Sumerian đang được Mạnh Hào, vâng, đang được Mạnh Hào tận dụng. Tuy nhiên rằng Yugi đang lấy một bài lấy thịt đè người. Yugi đang có đến 80 con nông dân. Và số lượng dân của game thủ Yugi đã bằng với số tham của Mạnh Hào thì hôm nay rồi. Vâng, một tuần ốp quân để cho đội bạn hiểu. Nhưng, à không, như vậy đó là ngày trở về. Thành Lắc dường như đang có lạc đà ở phía bên trong nhà. Một con lạc đà. Cho 1600 thực. Cho 1600 thực đi, không tắt tham giờ. Chiboy Tham Lai cũng chỉ là 20 thôi. Quay trở lại với chính trường chính. Nhưng mà lại không ốp được rồi. Và Sumerian trong tay của game thủ Yugi sẽ người lên 4.
U98 kích 4 chưa? Bây giờ thì U98 sẽ người phải lên 4 thôi. Thằng này là 70. Vâng, phải kích 4 sớm dành cho game thủ U98 và phải xem time liên tục để xem khi nào thì Yugi lên 4. 50 vàng nữa nào. Vâng, 80 dân và có lẽ thời điểm này là 90 hoặc 100 dân của Yugi. Khả năng lên hot thần sớm của Yugi là cực cao. Và thời điểm đó thì có lẽ rằng AC Real của Mạnh Hào có lẽ là mướp trống. Vâng, 91 dân của game thủ Yugi. Xong rồi. Mặc dù đạp đôi của U98 là đạp đôi Egypt, vấn đề là Chibon chưa nhảy 4. Thưa là U98 chưa nhảy 4. Một thế khê. Hào vẫn là người phải thật sự châu quần. Phải tầm 3 kích cung R để đến khi mà hot của đội bạn tầm 1 kích mà đẩy lên thì vẫn có thể đỡ được. Đây là máy của game thủ U98. 85. Vâng, kích được đạp đôi rồi. Vâng, bắt đầu bị ốp lên rồi. Hào là người phải đỡ được turn này. Vâng, nếu như chỉ có một vài con hot lẻ tẻ như này của Yugi thôi thì hoàn toàn có thể đỡ được. Hot thần rồi. Vừa rồi là một turn soi của Mạnh Hào và đã là hot thần. Chém 5 không tác dụng nhiều khi mà đây là chém đời 3 của Chip Boy. Trong khi giáp là giáp 6. Vâng, rất khê. Trận này Yugi đánh rất tốt. Khỏe. Nhưng không thể kể đến một trận đấu kích 8 của game thủ It War. Và tỷ số sẽ được là nâng lên là 2-1 dành cho thành viên của phía team Quản Ninh. Hai một trong trận đấu thứ 3 dành cho Quảng Ninh.